Kính thưa quý vị, lấy cảm hứng từ sứ mệnh kiến tạo hạnh phúc mà tập đoàn FPT đang xây dựng, nhóm giảng viên và sinh viên ngành quản trị truyền thông đa phương tiện của trường đại học FPT đã tổ chức cuộc thi làm phim ngắn One Minute to Shine với chủ đề Hạnh phúc của bạn là gì? Nhiều tác phẩm ấn tượng, thú vị đã được ra đời với những ý nghĩa tiềm ẩn đầy cảm xúc. Cuộc thi là sân chơi đầy thử thách, đậm tính sáng tạo và nghệ thuật dành cho các bạn sinh viên có niềm đam mê với sản xuất phim ảnh. Đây là cơ hội tuyệt vời để mỗi nhóm làm phim, sinh viên trường đại học FPT thể hiện khả năng kể chuyện và sáng tạo khi thời gian trình chiếu một bộ phim ngắn chỉ vỏn vẹn 60 giây. Với thời lượng hạn hẹp, các đội thi sẽ phải tư duy làm sao để kể câu chuyện và truyền đạt ý tưởng trong một phút, một cách cô đọng. Từ 45 đội thi ban đầu, ban tổ chức đã chọn ra 15 đội xuất sắc để cân nhắc trao giải. Thành phần ban giám khảo tham gia là những chuyên gia điện ảnh uy tín trong ngành như đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, đạo diễn Aaron Toronto, diễn viên biên kịch, nhà sản xuất Lý Thu Uyên. Các giám khảo nhìn nhận làm phim ngắn rất khó và càng khó đối với phim ngắn mà thời lượng co lại chỉ còn một phút. Với thời lượng hạn hẹp như thế, dĩ nhiên những hình ảnh đưa lên phim phải được các đạo diễn rất trẻ, vốn là các bạn sinh viên, chọn lựa kỹ càng. Những hình ảnh ấy phải là hình ảnh đắt nhất. Cuộc thi khép lại với những tác phẩm chất lượng, cho thấy những góc nhìn rất đặc biệt của những nhà làm phim trẻ. Thật sự rất khó để miêu tả sinh động một câu chuyện hoặc một ý tưởng một cách hiệu quả trong một phút. Vì vậy, thực tế là các bạn đã có thể làm được điều đó rất tốt. Tất nhiên, có một số bộ phim hay hơn những bộ phim khác, nhưng một số bộ phim hay nhất lại rất ấn tượng. Tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ nói chung luôn truyền cảm hứng cho tôi. Và tôi nghĩ rằng điều cần thiết là phải có tinh thần đó để giúp ngành công nghiệp điện ảnh nói chung phát triển. Và để thấy thế hệ mới có tinh thần sáng tạo đó rất đáng khích lệ. Tôi chắc chắn rằng nhóm sinh viên này và thế hệ mới này sẽ truyền tinh thần đó một cách tuyệt vời vào ngành và sẽ giúp mọi người tiến bộ. Phim Hạnh phúc của Ánh Dương đã xuất sắc giành giải phim ngắn xuất sắc nhất. Giải nhì trao cho phim Tờ Rơi đến từ nhóm Cuộc Sống Studio. Giải ba trao cho phim Queen Happy.